Các bạn ạ, nay thì Mỹ Hải ấy, đi xin cái lát để về làm cái nóc nhà Mỹ Hải ấy. Theo trên vùng Mỹ Hải là làm cái nhà mới là phải xin được cái cây lát hôi này các bạn này. Đấy, tí nữa là chuẩn bị chặt cái cây này. Còn các bác ở đây thì đang làm thủ tục giúp cho nhà Mỹ Hải để chuẩn bị chặt cây này về nhà Mỹ Hải nha các bạn nhé. Đấy, giờ là các bác đây thì cũng đang thắp hương để xin cây này để mang về nhà làm đấy các bạn ạ. Vì là những cái cây này là cũng không được hạ xuống. Vì là những cái cây này các bạn ạ, vì là lúc hạ xuống ấy, là lúc bác về nhà ấy, là không được cho phụ nữ và đàn ông bước qua. Các bạn ạ, giờ là vừa thắp hương xong, các bác đây thì là cũng đang rót một ít rượu để xin cây về nhà Mỹ Hải để làm. Giờ là bác đang làm thủ tục xong, chờ hương để cháy hết một nửa nhé các bạn nhé, là bắt đầu sẽ chặt cây này xuống. Đây là Mỹ Hải cũng đang nhờ ông anh ở đây để rót chén rượu đầu tiên để mời anh chủ nhà để xin cây nhé các bạn nhé. Để thế là anh chủ nhà ấy sẽ là người đầu tiên mà chặt cây. Đấy, hôm nay là đi chặt cây ấy, cũng có cả Mỹ Sò nha các bạn nhé, đồng hành cùng Mỹ Hải. Các bạn ạ, vì là những cái cây này này Mỹ Hải là chặt đấy, là sẽ chặt là kéo về hướng đông nhé các bạn nhé. Thế cho nên là không hạ được xuống dưới, cho dù là ở đây này vẫn mắc dây điện nhưng mà vẫn phải là cố gắng để chặt kiểu gì mà để không trúng được dây điện. Mỹ Sò thì cũng đang cầm dây để hạ xuống là tí nó sẽ kéo lên đây. Các bạn ạ, sau một thời gian ấy là cũng đã hạ được cây xuống rồi. Cha cha cho rồi, giờ chỉ sau mã và cha.
Đấy, vì lần đấy là không cầm thước, thế cho nên là sao cổ lý sò ở đây đang làm gang đấy để áng đo để chặt đi để vác đỡ nặng các bạn ạ. Ủa hãy còn nét chưa khi phải cắp bó này để là đi trả cha mà. Các bạn, đấy, vì là trên vùng mấy nhà ấy, là phải dùng cây này nhé các bạn nhé. Đây, lá của cây lát hôi đây các bạn ạ. Các bạn ạ, sau một thời gian thì cũng đã chặt xong rồi. Bây giờ là sẽ vác về nhà Mỹ Hải nhé các bạn nhé. Mỹ Hải cũng xin mời quý vị và các bạn ấy hãy cùng Mỹ Hải để quay trở lại về nhà Mỹ Hải làm thủ tục gối xà nóc cho các bạn nhé. Các bạn ạ, vì là đường ở trên vùng Mỹ Hải ấy, hơi khó đi, thế cho nên là chỗ này là cũng chỉ là một bác vác xuống nhé các bạn nhé. Vì là hai người đi ấy, người đi trước người đi sau rất là khó. Các bạn ạ, vì là Mỹ Hải với bác thầy ở đấy vừa chặt cây về xong ấy, thế cho nên là đi xe máy về trước, còn mấy anh em ấy thì là đang vác bộ về. Vì là những cái cây này các bạn này, lúc cho lên xà nóc trên này các bạn đấy, vẫn còn một khoảng trưa đấy nhá, là tí Mỹ Hải sẽ cho lên xà nóc trên này. Lúc vác về là không được ai bước qua, mà lúc vác về là phải đặt ở trên ghế chứ không được để dưới đất các bạn nhé. Các bạn ạ, sau một thời gian ngắn ấy, thì hai bác cũng đã vác được vào trong nhà rồi các bạn. Tôi hấp bao nhiêu tôi tuần nhiều? Tôi hấp bao nhiêu tuần đi? Tôi tuần đi chứ? Các bạn giờ là Mỹ Hải cũng đang nhờ được mấy anh em đây rồi. Các bạn ạ, giờ là đang mua được vải đỏ về đây. Mỹ sò ở đây là đang cầm được máy cắt, với lại là tí nữa Mỹ sò sẽ là trực tiếp là người vào cho Mỹ Hải nhé các bạn nhé. Vì là cái cây này là không được bào thành vuông, mà cái cây này sẽ bào hình tam giác các bạn ạ. Tí là cho cái cây này lên nóc ấy, thì là sẽ có ngô. Đấy, những cái ngô này là 19 bắp các bạn ạ. Lý Tò sẽ là người trực tiếp mà cắt đây các bạn ạ. Còn mỗi người một khâu. Còn chỗ ông anh ở đây là người mà chuyên giữ, vì là có người giữ và có người cắt và bào, mỗi người một khâu các bạn ạ. Một tí là sẽ có hai bác ở trên này, bây giờ sẽ có hai bác ở bên dưới đất. Nhà Mỹ Hải cũng thấp thôi, thế cho nên là chỉ cần là bốn người, nếu bình thường là sẽ cần sáu người và hai người ở tít trên sàn nóc ở trên này các bạn nhé. Đấy, với lại là hai người sẽ ở chỗ đằng gác đây, với lại là sẽ có là hai người ở đằng dưới, nhưng nhà Mỹ Hải thấp, thế cho nên là hôm nay là Mỹ Hải chỉ cần là bốn người thôi. Còn làm thủ tục thì vẫn làm, mà còn các bác ở bên trong còn, các bác ở bên trong này chát thì vẫn chát nha các bạn nhé.
Còn làm những cái thủ tục này các bạn ạ, vì là những sò ấy là cũng có đến giúp nhé, nhưng mà được cái là các bác ở bên trên ấy, đang ngồi bên trên ấy, là trước khi làm ấy thì là phải uống một chén rượu rồi mới làm các bạn ạ. Vì là làm những cái cây như này các bạn ạ, đặt lên sàn nóc ấy, cho nên là lấy đủ đôi thôi các bạn nhé. Các bạn ạ, sau một thời gian ấy, những sò thì cũng đã lấy máy cưa, đã cưa được ba mặt như vậy các bạn ạ. Chúng ta sẽ lấy mấy bào, bào đến một lần nữa là xong nữa các bạn ơi. Các bạn ạ, giờ là cũng đã gần xong, những sò sẽ bào lại cho đẹp nha các bạn ạ. Ở bên này các bạn ạ, là các bác mà đến giúp ấy là cũng sẽ là gần xong ấy là sẽ uống rượu các bạn ạ. Lý Sò là một trong những người cháu mà cũng am hiểu về phong tục và thủ tục, thế cho nên là cũng vừa làm như vậy là cũng có chén rượu để gọi là thưởng nhé các bạn nhé. Rồi là một lúc đó các bạn ạ, Lý Sò sẽ trèo lên cao này trên này các bạn ạ. Vì là Lý Sò biết phong tục cho nên là Lý Sò trèo lên cao để Lý Sò sẽ niệm nhé các bạn nhé. Các bạn ạ, con gà này là con gà mà Mỹ Bà chuẩn bị chặt đấy, là con gà để tí là xem xương mà chuẩn bị đóng vải đỏ vào cái cây lát để chuẩn bị lập lên cái sàn nóc nữa các bạn nhé. Đấy, con gà là con gà chuẩn bị làm thủ tục các bạn ạ. Con gà này là để tháo khớp nhé các bạn nhé, chứ không chặt cơ. Phổ hả gì? Phổ chó trông. Trông cài rồi. Cái xương đùi các bạn ạ. Xương đùi này là xương đùi tính là chuẩn bị là lập lên xà là sẽ xem. Các bạn ạ, sau một thời gian ấy, Mỹ Sò thì cũng đã bảo được như vậy. Rồi là tí nó chuẩn bị đóng bài đỏ vào. Còn ở trên này là các bạn này, là ba cái đồng xu để tí nó chuẩn bị đóng lên đấy các bạn nhé. Các bạn ạ, giờ là các bác đang ở đây để chuẩn bị cho cái xà nóc lên, và bây giờ là sẽ đóng quấn một vòng rồi là mới bắt đầu là đóng đồng xu vào.
để chuẩn bị cho lên sàn nóc nữa các bạn nhé. Các bạn giờ là ông đang chọn mặt tiền cho lên mặt trên, giờ là đang chuẩn bị đóng lên các bạn ạ. Sẽ đọc 3 đồng xu nha các bạn, để giữ cái vải đỏ. Giờ là Lý Hải cũng đã sắp được đĩa thịt gà để chuẩn bị nhiều bát để sẽ niệm cho gia đình nhà Lý Hải nhé các bạn nhé. Đấy, còn Mỹ Hải cũng đang nhờ anh con là bác thì cũng có đến để đặt rượu để nhờ các bác ở đây để niệm nha các bạn nhé. Còn bác ở đây thì cũng đang để treo những cái đốm ngô lên. Mỗi bên là chín bắp các bạn ạ. Nay cho cái sàn nóc lên được thì mai là Mỹ Hải sẽ lập được nhà rồi nhé các bạn nhé. Giờ là các bác đang uống một chén rượu để chuẩn bị niệm và sẽ cho xà nóc lên các bạn ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giờ là tí nữa còn cho xà lên đấy, có hai người ở trên và bốn người ở bên dưới nữa các bạn ạ. Các bạn ạ, còn bác là Ngọc Xanh đây là người ngồi bên dưới để đang đốt rượu đấy các bạn. Hôm nay kiêng không rửa được. Không biết tiếng. Hả? Đặt những cái xà bóp mà ở trên vùng Mỹ Hải đấy các bạn ạ. Rửa qua nước, nước tỉnh Hà Giang ấy. Là những cái thủ tục là như vậy các bạn ạ. Vì là bây giờ là cũng đang ngồi. Nếu mà rửa tay thì phải về nhà thêm là bây giờ cũng đang ngồi ấy, uống một hai chén rượu rồi là mình bắt đầu đặt xà nóc lên. Tay đi, tay đi, tay đi. Chào chị ạ. Bây giờ mong của tổng phụ bị... Lọc quang tí được. Lúc này đó là Dung Hải. Người là... Tổng chia chia. Người cha tổng ra. Tù. Cho sắp tù sinh khi tôi phát ua trước thực tục là coi như là chủ là chủ nhà đây thôi thì nhà chế nghiệp phí đồ ăn đi cùng tập trung mà một lúc cháu ở dưới xuôi nên cháu chưa biết đi tập tục tập quán. Nhưng mà nhìn thấy ông bố mày làm là thứ đâu, ông bố vợ thì lại làm từ trước rồi mà. Bầu nhìn thấy nó làm cái gì mấy thằng nó không giả thán thì bây giờ bao ngứa một pha rồi cái nó chạy về thì chỉ bao thì làm nó bao là chỉ bao thì nó làm nó thả lên bây giờ thì bao là bẹt chỉ nó bao mồi cho chả đỡ gió thì chỉ chưa làm chưa nhét cái tay chưa không thì mẹ đi 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 đi. Ai chị phát cứ dùng đây. Ok thêm một không có thêm một cái mua thì nó đâu. Nên no mà nên no tụ mềm gì nhá, phải trò tí gì cái đấy giả trăm mùa nhá. Nó còn mê cái gì? Nó đây mà, uống mua. Nó này lò nào mua thứ. Những ngày mai mà. Trong cái lễ thì có hai cái lò gà và một nửa ca rượu, hai nửa ly. Này chứ đâu? 8 người ngồi. Tôi
เดี๋ยวก็มาเดี๋ยว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 เดี๋
Thông chưa Sau này là tao nói ô lòng đêm mà sau này là Rồi nó Đấy, chỉ cho là vậy xuất phát cho trốn nó cháy này hôm trước mưa dâu mưa từ hù cái này là rong kia rong kia rong là mưa từ chớ tới giờ tôi thầu từ giờ lúc này thì phải che che cho chót nên cho xuống tôi tục hầu thứ nào không dâu mưa từ ha che che ở đâu phải che thật chờ gì đấy thầm có một số phía trên thầm đâu một yếu เดี๋ยวนี้หายหมดเนาะชํานี้ก็นี่ซิ่งเป็ดอ้ายอเลยชํานี้จิกตัวเป็ดโตตัวน่ะกล่องจูนเอาเนาะเอาหมดเอาหมดเอาหมดตาตรงกอเที่ยวนี่กอเช็ดเอาหนาฮะนี่ปอ เดี๋ยวฉันเนี่ยเอาลงก่อนดิยอทําให้เกาเยอะหายตัวแล้วมันจริงตัวเสียเดี๋ยวถ้าเสียโอเคเสียแน่ลงดิคือนี่ตัวเล็กนี่ก็ก่อนมีทางอ่ะเอาสู้ไว้ก็ใช้จําดีๆแล้วก็ได้จะรอดมันจริงเหรอเหงาดิจะจะจะเสียแน่ๆทุกเด่นทุกเด่นทุกเด่นทุกเด่นทุกเด่นจะเอาจะจอ Cho nên mới tỏ ra. Sửa ra nó khó kìa nha. Mình chỉ cho nó thôi, chỉ tỏ thêm mà tên đi mà thôi.
哦,你要你要,我說你不是這樣的。對的。我等到個月的。ที่ไปฉงก็ไปต้อนนั่นแหละมั้ยบ่อ่ะเราก็บ่ซ้อมมั้ยบ่อ่ะเราได้ต้อนได้จะที่อยู่แล้วยันน้อดาลมาเราบ่ซึมอันนี้ก็ตุ๊ดเออมันอยู่ว่ามันขอขาดเราได้บ่าได้อย่างนี้จะที่แน่ละมาขาดเขาเราได้มาซีแน่ละมาขอไปได้นะเก้าเดี๋ยวพ่อนี่น่ะนะอย่างงี้ขอเดี๋ยวจะเจ๋ยอ๋อจะเจ๋ยอ๋อจะเจ๋ยอ๋อบ่ได้จะอ๋อเป็นน่ะเลยเสียแต่นี่ละมั้ยอ่ะอ๋อจะเจ๋ยอ๋อ เพราะมันตาเนี่ยเจ้มันออตุซาวมาตุตอนี่มุโลลาออตุอ่ะตุตอนี่ทั้งมาแต่นุตุอันมาเอาไว้ซะแล้วเนี่ยให้ตัวอย่างแค่มาโอ้โหเจ้าโอ้ยาสิปูตาโอ้ตุตุโอเคเฮาเกเดี๋ยวยกปล้องนี่รู้สึก
thiếu đâu thì luôn thế mà xanh luôn á thôi không tụi tao nhiều không vậy tu cũng hết đã bây giờ dùng bốn cái không không dùng ấy kê cho anh em một tao là chát tao chứ bảo cho tao cho nhìn đây nhiều con cú tài ạ mà thêm bây giờ dùng bốn cái là chi hú này hai chế ông cha lơ hả vô hú anh nó tập phan canh nữa kéo mà nhà đây nhà có cú nhà đây nhà có cú sao ý thủ tua tài tiền tập phan theo đà thì à mày có tài cho không đi à nhà đây nhà có tài á óc con đi mà nghĩ ngáo mù nhưng mà nhà đây nhà có tài nhà tè bước vỗ chỗ lại nhà đây nhà có tài cái gì mua về tuần này gì sao có ôi chịu một bé ôi giống một xe chị chú chung chú chê mà chị mũi đỏ lắm chê mà sao là tổ ôi tao bắn ôi giống một xe chê mà thật thứ cho tổ tao chê mà quá nè chê mà hồn nên quấy rút sao rồi thôi nên có luôn nó lúc mà la hồn lại thế mà hay mà giải nhân cha cho tổ của nà chơi นี่มาโอ้ต้องมาต้องสิๆไอ้สุดหลอกโอ้ต้องๆๆไอ้สุดหลอกล้อซ่าๆดิโอ้ๆๆสิซ่าๆอ่ะสิแม่อ่ะโอ้ต้องๆๆ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 
Ôi, sao khóc kìa mà? À, tôi sẽ đem cái gió, cái gió tôi nè. Thế gì? Mấy gì vậy? À, thì ta đi giải cho trẻ mà. Chúng ta sẽ đem chị chạy ấy không tông rồi cháu từ đó luôn chú tôi là một là một cái nhà là sản đốc ông Hải đấy, ông Hải là mong là thằng tu người nhớ đi là cháu là cháu rồi cháu già hơn nó đấy mà nó là ông rồi thì là cháu chú cũng làm được cái nhà cho ông thì là rất mong để hôm nay là cho cái sản đốc tốt đẹp ấy cả uống rượu đi xong là nhận cả đúng rồi, trăm vạn năm không có cái gì hết trăm vạn năm không có gì hết nhớ thành cái này à ông sao đúng cái ông gáo từ luôn giờ xanh nhất của tú trong nhóc của sầu hầu người mà cái nhóc sầu rồi đi cái nhóc này đi không ai chế luôn rõ ô luôn đi giờ cháu ô luôn đi đấy cái là hay tiền không hay ô đi đâu thế thì
thế này nhá. Tạm nó với chú đi. Chú lại cùng anh đưa sàng lên đây nhá. Hai anh em mình đứng dưới đây. Đỡ hộ cái sàng đưa lên. Đỡ hộ sàng đưa lên. Nó lên lên nó lên rồi. Mình dưới này. Đưa cái sàng này lên. Chị Út tàu tàu nó xanh lên. Sao cho một túi nữa đi. Con này ba bằng không có gì anh. Con như mày tù chắc là con nhỏ. Ờ tao tao tao. Mất cái đó phải. Chi à? Chê kìa con này. Ní nếu tụi tao đi được mà. Hay ní à. Chi nó tự lý chơi rồi. Bạn nó con đi con để chia cho. Lý nhiệt bị cút cho lọt đó. Chết ta ta. Xong rồi xong rồi. Mà à ủa chờ tí lọt tao sẽ. Rồi rồi xong rồi xong rồi. Chờ lọt tao sẽ. Chi tơ thì mua xong xong rồi. Có mua nhưng mà nhìn sẽ. Ủa chờ tí lọt tao lại. Tú mi nhỏ. Có lại nó giàu ca mày phải lọt này. Cấp luôn đi. Cấp luôn đi. Cấp luôn đi. Cái luôn đấy. Xong là chém rượu đấy, xong là xì hay còn hai thằng này lên chém, còn hai anh em thì mình đi chi ra. Ô ô trời trời phải. Đấy nhớ sổ đi. Lần đầu tiên cháu va chạm cái nhiều mông này nên cháu chưa biết, chưa hiểu. Không biết thì cứ cái từ từ mà học thì biết. Học là cái thứ hai thì cháu sẽ biết, cái đầu thì cháu chưa biết. Thì cháu ở dưới cháu thì không làm như thế này. Mỗi nơi có một phong tục tập quán khác nhau. Chấp ấy nên xả dạ nhất đi mà. Họ lấy chấp ấy. Nếu ô tổ nếu ô tổ nhau thì nếu phòng cúng tôi chè gì nè. Và bây giờ ấy, là nhờ các bác thầy ở đây. Rồi là bây giờ là mới bắt đầu lấy dây và kéo lên xà nóc các bạn ạ. Đấy còn bác Thiệp là bác thợ cả mà xây nhà Mỹ Hà. Thì là cũng có nhờ bác làm rằng sẽ đứng ở bên dưới và sẽ đưa xà nóc lên. Còn hai bác ở trên này là hiện giờ là đang trèo lên sàn để chuẩn bị cho sàn nóc lên. Chỉ vươn tay à, vươn tay à, các bạn ạ, Mỹ Sò thì là Mỹ Hải có nhờ rằng là sẽ lên chiếc nóc để đặt cái xà này lên. Đấy các bạn ạ, bây giờ là hai bác ở bên dưới này là bắt đầu là sẽ niệm nha các bạn nhé. Vừa niệm và vừa bắt đầu kéo xà nóc lên. Giờ là hai bác đang đứng ở trên này để bác này bắt đầu là chuẩn bị niệm lên các bạn ạ. Bây giờ sẽ nhấc xà nóc lên đấy các bạn ạ. Giờ là các bác đang niệm các bạn ạ. Còn hai bác ở trên này thì vừa còn đi sò với bác trên này cũng vừa kéo vào vườn niệm đấy các bạn nhé. Mô
hay đi dòng kia là dòng kia là chưa tham mai cho nè to á gì sắc á gì chơi hài sò chứ buồn chết buồn bắt được mày gì chúng mày hiểu đấy. Các bạn ạ, giờ là sàn nóc của Mỹ Hải giờ là đã được cho lên rồi. Và ngày mai ấy, là Mỹ Hải sẽ bắt đầu lập nhé các bạn nhé. Vì là các bạn vì là đưa rượu không tới thế cho nên là cái tiền mà lúc nãy mà Lý Hải ấy là cũng đã đưa cho quý vị và các bạn ấy, rằng là các bác ở đây là đưa rượu đã không tới thì là các bác mà cái tiền mà lúc đấy mà 360.000 ấy là mỗi một thầy ấy, mỗi một thầy đấy cho nên là bác ở trên này đứng lại bỏ tiền xuống mà bắt buộc là phải đưa được rượu lên nhé các bạn nhé. Vì là Lý Sò với là ông anh ở bên này là bắt buộc là phải là đưa rượu là phải đưa tới, nếu đưa không tới là bác bên trên là cái tiền lễ thì là phải hòa xuống các bạn ạ. Các bạn ạ, vì là ông anh ở đấy rót rượu là không tới, cao quá thế cho nên là ông anh là bắt buộc là phải là trèo lên để đưa rượu để cho hai người trên cao đấy các bạn nhé. Đấy, Mỹ Sò thì là cũng am hiểu về thủ tục, thế cho nên là Mỹ Sò cũng bảo là bác rót rượu đây là phải uống chén đầu tiên, rồi là chén thứ hai sẽ là của Mỹ Sò. Giờ là bác này phải chuyển thang sang bên này để mời ông anh bên này nhé các bạn nhé. Còn anh đây đang đợi rượu cho anh bên cạnh thì là hai bác bên trên đấy, hai bác ở trên này các bạn ạ, là hai bác mà đang vừa ngồi dưới và vừa nghiện các bạn ấy. Các bạn ạ, vì là ông anh rót rượu thế này ấy, là hai người ở trên cao là được phép rằng là ép người ở bên dưới để uống rượu các bạn ạ. Các bạn có thể đang thâm niệm các bạn ạ. Còn ông bác ở trên này thì là cũng đang niệm đây, vừa bên trên vừa niệm các bạn. Các bạn ạ, vì là các bác đây cũng có niệm với Mỹ Hải rằng là kể cả Mỹ Hải năm nay là làm xong nhà mới rồi thì kể cả là có ngủ cũng có cái ăn đấy các bạn nhé. Giờ mà ta sẽ bơi sang đâu bơi chọn đủ cái cá từ tống đồng. Đấy, giờ là xong rồi thì là bây giờ là Mỹ Sò bây giờ là bác ở đây là hiện giờ đang xuống nha các bạn nhé. Xuống rồi là thủ tục cho sàn đắp lên của trên vùng Mỹ Hải ấy, là
cũng chỉ vậy thôi các bạn ạ. Thế cho nên là giờ là Mỹ Hải cũng đang nấu được cơm ở bên trong rồi. Tí nữa Mỹ Hải sẽ mời lại các bác ở lại đây ăn dự bữa cơm cùng gia đình nhà Mỹ Hải nhé các bạn nhé. Các bạn ạ, sau một thời gian ngắn đấy, nhà Mỹ Hải đặt sàn lóc xong đấy các bạn nhé. Mỹ Hải cũng sẽ mời lại các thầy mà đến nhà Mỹ Hải ấy để giúp ấy. Thì nay nhà Mỹ Hải thì cũng có đồ nhiều, chỉ một hai con gà với lại là một ít thịt lợn các bạn ạ. Để cho các bác thầy với lại anh em ấy được ăn cơm tự nhiên. Mỹ Hải cũng xin kết thúc video của Mỹ Hải tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của Mỹ Hải nhé. Đúng rồi, cho đi chỉ tốn đâu này. Các bạn ạ, nhà Mỹ Hải thì có mổ được hai con gà đen như vậy các bạn ạ. Ôi mà hơi nhớ đến nút liền hả như này. Mộ mà. Chưa đốt đi, tia lại rồi đi nữa ta. Chưa, ôi, nè lạ.